hàng là cô Kazano ở Kondo Tokyo. Sau khi bố mất và cô đi lấy chồng, chỉ còn lại mẹ và anh trai sống cùng nhau. Nhưng anh trai vào 2 năm trước do trúng gió, dẫn đến nửa thân bên phải bị liệt. Trải qua thời gian dài nằm viện trị liệu và nỗ lực hồi phục, anh trai cuối cùng có thể về nhà sống. Mẹ vẫn luôn chờ đợi đến ngày này, nhưng cuộc sống hàng ngày của anh trai phải dựa vào xe lăn. Thử nghiệm thực tế gian khổ của việc chăm sóc tại nhà cũng khiến cho mẹ lo lắng không yên. Vì để giúp mẹ chăm sóc anh trai, em gái Kazano quyết định quay về nhà mẹ đẻ chung sống. Nhưng hoàn cảnh sống nhà Edo rất không lý tưởng. Nhà Edo là kiến trúc nhà gỗ 2 tầng từ 75 năm trước. Cửa vào không ở chính diện, mà ở tận sâu trong ngách cạnh nhà hàng xóm. Còn ngõ chật hẹp, giang một tay ra là có thể chạm vào hai bên tường. Trên mặt đất dài đầy sỏi đá không bằng phẳng, người lớn tuổi hay xe lăn đều bất tiện khi đi vào. Nơi bước vào để tháo giày vô cùng chật hẹp, hơn nữa còn chẳng có tủ giày. Vì tầng 1 bị diện tích cửa tiệm chiếm một nửa, chỉ còn không gian sống hồng chất chật hẹp. Mở cửa chính là phòng ăn, lúc ăn cơm bị người ta nhìn thấy cũng rất ngại. Hơn nữa để đựng đồ nên phải thêm rất nhiều tủ chứa. Nhà tắm cũng vô cùng chật hẹp, anh trai dùng xe lăn căn bản là không thể sử dụng. Nhà vệ sinh nhỏ tới nỗi ngồi bồn cầu đầu gối cũng chạm đến tường. Tầng 2 không có hành lang, tất cả các phòng hỗn loạn liền nhau. Nhà Edo chuẩn bị 16 triệu yên Nhật để cải tạo, hy vọng có thể chăm sóc cho anh trai, đồng thời gia đình 6 người sẽ có thể sống an toàn, hòa hợp. Đáp lại mong muốn thiết tha này là chuyên gia cải tạo nhà Nakanishi Hiroshi. Chuyên gia có thể tạo ra một ngôi nhà khiến cho trái tim của các thành viên gắn kết chặt chẽ hơn, còn được gọi là người kết nối giữa con người và không gian. Nhưng nhà thiết kế cũng biểu thị đây sẽ là một cuộc cải tạo tương đối khó khăn. Cải tạo bắt đầu. Đầu tiên là dỡ hết những đồ cản trở xe lăn. Cửa tiệm kinh doanh xe lúc trước của chú chiếm một nửa diện tích của tầng 1, nhưng chú nói chỉ cần cháu chỉ có thể về nhà, cửa tiệm nhỏ đi một chút cũng không sao hết. Thế là tường ngăn giữa cửa tiệm và nhà ở tầng 1 cũng bị dỡ ra. Sau đó là nâng cao độ chống va đập của căn nhà cũ trước. Tiếp theo là xử lý cột đỡ cũ đã bị mục nát, dỡ bỏ cơ sở cũ có độ chống địa chấn kém, thay thế bằng nền bê tông cốt thép chắc chắn. Bảo tồn bức tường cũ bên ngoài và nền móng mới xây, đặt trước khoảng cách 90 phân là thiết kế lối ra vào cho mọi người. Ngoài việc chú đồng ý thu nhỏ cửa tiệm, nhà hàng xóm cũng tình nguyện nhường hết diện tích ranh giới. Thế là làm được một con dốc có chiều dài 120 phân. Nhà thiết kế cũng làm cửa vào là con dốc, bởi vì xe lăn đi vào cũng cần độ dốc khoảng 80 phân. Bức tường góc vuông thông thường chỉ 75 cm, sau khi sửa thành dốc có thể kéo đến 83 cm, từ đó giải quyết được khó khăn khi xe lăn ra vào. Tính toán đến vấn đề an toàn nếu bị ngã, sàn tầng 1 trải đệm mềm, nhưng đệm mềm quá khiến xe lăn khó di chuyển. Thế là lại thêm một lớp thảm da cứng phủ lên trên, giảm lực chặn đối với bánh xe lăn. Nền đất hoàn toàn không có những bậc cao thấp, để anh trai có một không gian di chuyển không có chướng ngại. Sau đó có một lần chuyên gia và em gái đưa anh trai đến một không gian mô phỏng tật nguyền. Chuyên gia đã lắp đặt giá đỡ tay và vị trí của bồn cầu, mô phỏng nhà vệ sinh mới của condo, để anh trai thử dùng không gian một chút. Cũng từ đó chuyên gia phát hiện vấn đề mà trước khi quy hoạch mà ông chưa nghĩ đến. Thế là thiết kế lại bố cục nhà vệ sinh. Vốn dĩ định thiết kế bệ cửa ở cửa sổ, bồn cầu thiết kế quay 90 độ về bệ cửa, nhưng như vậy tay trai của anh trai sẽ không nắm được bệ đỡ. Sau đó sửa thành bồn cầu vuông góc với dốc tường, tay vịn song song với bồn cầu, bức tường hơi nghiêng về phía trước, như vậy gần như giơ tay là có thể nắm được tay vịn. Đưa người di chuyển đến bồn cầu, giá đánh răng kiểu mở, mặt trong của cửa được thiết kế bàn chải cố định, tiện cho anh trai lấy kem đánh răng rồi lấy bàn chải. Tiệm kinh doanh đầu máy lâu năm của chú, diện tích nhỏ hơn lúc trước một nửa, bù đắp cho việc diện tích bị thu hẹp. Chuyên gia đã tận dụng không gian đối diện, làm thêm chiếc giá nhỏ có thể đựng rất nhiều đồ, bảo đảm bên dưới vẫn có đủ không gian làm việc, ở đựng ở cạnh bàn làm việc. Sau khi nhẹ nhàng xoay qua rồi cố định, lập tức biến thành cầu thang đi lên giá để đồ. Tầng 1 hoàn toàn mất đi cảm giác chật hẹp, thêm một tủ giày lớn ở cửa ra vào, có thể đựng tương đương số lượng giày của 6 người trong nhà. Xe lăn điện không thể thiếu của anh trai, cũng có không gian để đặt. Trước đây mẹ Edo phải bước lên bàn ăn mới có thể lấy được đồ trong tủ. Bây giờ tủ âm tường đều đổi thành tủ nâng, nấu ăn hay rửa bát, còn có bàn làm việc gấp. Bức tường nhỏ biến thành tủ đựng đồ bếp, ghế dài cạnh bàn ăn không chỉ có thể ngồi mà còn có thể đựng đồ, để không chặn xe lăn đi lại. Bàn ăn bình thường là trạng thái 4 người ngồi, nhưng khi ăn cơm có thể mở thêm diện tích bàn, để 6 người có thể ngồi ăn cơm. Nhà vệ sinh trước kia chật hẹp đầu gối chạm đến tường, liền với một bên nhà tắm đã được dỡ bỏ, trở thành phòng ngủ của hai cửa sổ lớn sửa thành của lồi, thể hiện cảm giác mở rộng của không gian. Bức tường phía trước làm thành tủ tầng đựng đồ. Mẹ Edo cơ thể thấp bé, cũng có thể nhẹ nhàng lấy quần áo. Dưới gầm giường cũng là không gian chứa đựng lớn. Lúc anh trai muốn ngủ sớm, có thể che rèm làm thành vách chắn đơn giản. Tầng 2 trở thành không gian chung sống của
gia đình bốn thành viên của em gái. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng hai vợ chồng, còn có phòng của hai chị em. Hai chị em còn được chuyên gia đặc biệt thiết kế một bàn làm việc kết hợp với tủ. Lật tấm bảng trên bàn lên chính là bàn trang điểm tinh tế cho các cô gái. Trên trần nhà thêm một tầng gác xếp. Không gian tầng đỉnh trước nay chưa từng sử dụng, được sử dụng làm nơi chứa đồ của cả nhà, thiết bị vệ sinh của các thành viên khác. Tất cả đều ở tầng 2, để không gian sống ở tầng 1 rộng rãi hơn. Sau khi anh trai về nhà, đầu tiên là không nhận ra nhà mới. Qua cửa vào phòng ngủ, sự tiện lợi khiến người anh kinh ngạc. Cuối cùng không nhịn được mà rơi nước mắt. Cảm ơn nhà thiết kế đã cải tạo ngôi nhà đỉnh như vậy. Kể từ sau khi anh trai nhập viện, đã 2 năm nay cả nhà chưa được cùng nhau ăn cơm. Cuộc sống gia đình 6 người chờ đợi đã lâu cuối cùng cũng bắt đầu. Tuy sau này còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần cả gia đình bên nhau, đã là điều tuyệt vời nhất.